Ngày 27 tháng 4, người phát ngôn của quân đội Ukraine ở miền đông Serhiy Cherevaty cho biết mục tiêu chính của Nga trong khu vực Bakhmut là cắt đứt các tuyến tiếp viện huyết mạch của Ukraine. Tuy nhiên, nhờ vào cuộc phản công liên tục, Ukraine vẫn có thể tiếp viện và sơ tán những người bị thương. Theo ông Cherevaty, 13 cuộc giao tranh mới đã nổ ra ở thành phố Bakhmut thuộc tỉnh Donetsk, miền đông Ukraine trong 24 giờ qua. Xa hơn về phía tây, thành phố Kostiantynivka cũng bị trúng tên lửa của Nga hôm 27 tháng 4. Một trường học, một bệnh viện và các tòa nhà dân cư đã bị hư hại. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xác nhận có người bị thương trong vụ tấn công. Cũng trong ngày 27 tháng 4, Bộ Quốc phòng Nga tiếp tục thông báo những bước tiến mới trong cuộc tấn công ở mặt trận Bakhmut. Theo người phát ngôn Bộ Quốc phòng, Trung tướng Igor Konashenkov, các lực lượng Nga kiểm soát thêm 4 khu vực đô thị ở phía Tây Bắc, Tây và Tây Nam thành phố Bakhmut. Các đơn vị thuộc lực lượng lính dù đang giữ chân đối phương ở vùng ngoại ô phía Bắc và Nam của thành phố, đồng thời hỗ trợ cho các hoạt động của các nhóm tấn công. Theo ông Konashenkov, các lực lượng Nga đã loại khỏi vòng chiến đấu hơn 400 binh sĩ Ukraine và lính đánh thuê, 2 xe chiến đấu bộ binh, 6 xe chiến đấu bọc thép, 4 xe cơ giới, lựu pháo D-20 và D-30 cùng một khẩu pháo Gvozdika trong cuộc tấn công ở khu vực Donetsk trong một ngày qua. Trước đó, ngày 26 tháng 3, văn phòng báo chí của Gevnyagi Prigozhin, lãnh đạo tổ chức quân sự tư nhân Nga Wagner công bố bản ghi âm, trong đó ông trùm Wagner tuyên bố ngừng pháo kích thành phố Bakhmut để các nhà báo Mỹ có thể tới đây quay phim chụp ảnh an toàn. Tuy nhiên, ông Prigozhin sau đó nói rằng quyết định ngừng pháo kích chỉ là trò đùa. RIA Novosti dẫn lời ông Vladimir Rogov, thành viên thuộc Hội đồng Chính quyền Zaporizhia ngày 27 tháng 4 cho biết, Ukraine đang chuyển quân đến khu vực họ kiểm soát ở Zaporizhia. Theo đó, Tổng thống Zelensky đã ra lệnh bắt đầu chuyển quân từ miền trung Ukraine đến tiền tuyến ở Zaporizhia, mặc dù gần đây ưu tiên được dành cho các lữ đoàn ở phía tây Ukraine. Quan chức trên cũng cho biết, trước ngày 30 tháng 4, cả 3 lữ đoàn mà Kiev huy động phải được chuyển hoàn toàn ra tiền tuyến, gồm lữ đoàn phòng thủ 116 và 118, cũng như lữ đoàn đổ bộ đặc công 46 của Ukraine. Trong khi đó, Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba khẳng định cuộc phản công mùa xuân của quân đội Ukraine sẽ diễn ra. Ông Kuleba nói trong cuộc phỏng vấn với kênh Sky TG24 cho biết Ukraine đang chuẩn bị lực lượng, tuy nhiên từ chối nói về thời gian phản công cụ thể của nước này. Theo ông Kuleba, chính quyền Kiev sẽ đẩy nhanh công tác chuẩn bị về trang thiết bị quân sự để cuộc phản công này đạt hiệu quả. Trước đó, truyền thông Mỹ đưa tin cuộc phản công của Ukraine có vẻ như đã được lên kế hoạch vào ngày 30 tháng 4. Các chuyên gia Nga cho rằng không thể tin vào những tuyên bố mâu thuẫn của Kiev và đây có thể là một phần của chiến dịch thông tin sai lệch. TASS đưa tin, Tổng thống Vladimir Putin ngày 27 tháng 4 đã ký sắc lệnh cho phép trục xuất người dân không có hộ chiếu Nga ở các vùng lãnh thổ mới sáp nhập từ Ukraine nếu những người này bị xác định gây ra mối đe dọa an ninh với Nga. Người dân ở các vùng sáp nhập nếu không có hộ chiếu Nga sẽ bị coi là người nước ngoài kể từ ngày 1 tháng 7 và có thể bị trục xuất, từ chối nhập cảnh, giảm thời hạn lưu trú tạm thời, mất tình trạng tị nạn hoặc nơi trú ẩn tạm thời, hoặc thu hồi giấy phép cư trú. Trong trường hợp đó, cá nhân vi phạm buộc phải rời khỏi lãnh thổ này trong vòng 3 ngày kể từ ngày nhận thông báo. Sắc lệnh cũng nêu rõ các mối đe dọa an ninh Nga bao gồm kêu gọi bạo lực nhằm thay đổi trật tự theo hiến pháp của Nga hoặc tài trợ cho các cuộc tấn công khủng bố, tội phạm cực đoan. Ngoài ra, sắc lệnh còn áp dụng với các trường hợp vi phạm trật tự, an ninh nơi công cộng, bao gồm tham gia vào các cuộc biểu tình, hội họp, tuần hành trái phép. Chính phủ Ukraine hiện chưa đưa ra bình luận. Hồi tháng 10 năm ngoái, Tổng thống Putin đã ban hành sắc lệnh sáp nhập 4 tỉnh của Ukraine bao gồm Kherson, Zaporizhia, Lugansk, Donetsk vào lãnh thổ của Nga sau cuộc trưng cầu ý dân gây tranh cãi. Dù tuyên bố sáp nhập, nhưng đến nay, Moscow vẫn chưa thể kiểm soát hoàn toàn các khu vực này. Tuy nhiên, Kiev khẳng định sẽ không bao giờ nhượng bộ về lãnh thổ và đề nghị Nga khôi phục đường biên giới năm 1991 cho Ukraine. Ngày 26 tháng 4, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã có cuộc điện đàm kéo dài khoảng 1 giờ với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, thảo luận về nhiều vấn đề thời sự trong quan hệ song phương, đặc biệt chú ý đến các cách thức hợp tác tiềm năng để thiết lập một nền hòa bình công bằng và bền vững cho Ukraine. Truyền thông Trung Quốc đưa tin, trong cuộc trao đổi, Chủ tịch Tập Cận Bình lưu ý các đề xuất gồm 4 điểm về những gì phải làm để giải quyết hòa bình cuộc xung đột, 4 điều mà cộng đồng quốc tế phải làm cùng nhau và 3 nhận định về diễn biến của cuộc chiến. Dựa trên cơ sở đó, Trung Quốc đã công bố lập trường về giải pháp chính trị cho khủng hoảng Ukraine. Trung Quốc sẽ cử một đại diện đặc biệt của chính phủ Trung Quốc về các vấn đề Á-Âu đến Ukraine và các quốc gia khác để tiến hành trao đổi với tất cả các bên về giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng. Trong buổi điện đàm, Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết, với tư cách là thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, một nước lớn có trách nhiệm, Trung Quốc sẽ không khoanh tay đứng nhìn và cũng sẽ không thêm dầu vào lửa, không lợi dụng tình hình để trục lợi.
Được biết, Tổng thống Ukraine cũng nói về công thức hòa bình 10 bước của nước này, nhấn mạnh đây là ưu tiên hàng đầu, trong đó có một số điểm nhất định bị trùng lập, chẳng hạn việc không sử dụng và không phổ biến vũ khí hạt nhân. Trước Ủy ban Quân vụ Hạ viện Mỹ, tướng Christopher Cavoli, chỉ huy Bộ Tư lệnh Lực lượng Mỹ tại châu Âu, cho biết hơn 98% tăng thiết giáp viện trợ đã có mặt tại Ukraine. Ông nhấn mạnh, Mỹ tự tin đã cung cấp đầy đủ vật chất mà Ukraine cần và sẽ hỗ trợ Ukraine duy trì hoạt động chiến đấu. Mikhail Podolyak, cố vấn cấp cao của Tổng thống Volodymyr Zelensky, phủ nhận thông tin và cho rằng 98% là con số quá lớn. Ông Mikhail cho rằng đáng lẽ phải có nhiều khí tải hơn và thừa nhận Ukraine đang thiếu thốn đạn dược, đặc biệt là các loại đạn cỡ lớn. Theo các quan chức Mỹ, Kiev không chia sẻ những chi tiết về kế hoạch tác chiến với Washington, nhưng cuộc phản công lớn dường như sẽ diễn ra ở miền nam Ukraine, dọc bờ biển Azov và gần bán đảo Crimea được Nga sáp nhập năm 2014. Hiện liên minh hàng chục quốc gia phương Tây đã cung cấp hoặc cam kết viện trợ quân sự gần 60 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine, trong đó Mỹ dẫn đầu với các gói hỗ trợ có tổng giá trị hơn 35,4 tỷ đô la Mỹ. Trong số những vũ khí phương Tây chuyển cho Ukraine có các hệ thống hiện đại như xe tăng chiến đấu chủ lực, pháo phản lực HIMARS cùng hàng triệu viên đạn pháo rocket. Theo các chuyên gia Trung tâm Nghiên cứu Hải quân tại Mỹ, phương Tây đã nỗ lực vượt qua nhiều thách thức về hậu cần để đưa số vũ khí trên đến Ukraine, song cách chuyển chúng đến tiền tuyến ra sao lại là vấn đề hoàn toàn khác. Ukraine cho biết họ đang nhanh chóng tăng cường sản xuất máy bay không người lái UAV khi nhu cầu ngày càng tăng ở tiền tuyến. Việc mở rộng phi đội được tài trợ bởi một chiến dịch gây quỹ có tên là Army of Bronze. Hơn 108 triệu đô la Mỹ đã được quyên góp với sự giúp đỡ của những người ủng hộ nổi tiếng như Mark Hamill của Star Wars, cùng với việc mua và chế tạo máy bay không người lái cho chiến sự. Số tiền này cũng được dùng để đào tạo phi công mới cho tiền tuyến. Các dự án máy bay không người lái trên toàn quốc khác cũng đang được quảng cáo tại nhiều cửa hàng và trạm dịch vụ trên khắp Ukraine. Chính phủ Ukraine khẳng định máy bay không người lái mang lại lợi thế cạnh tranh cho quân đội của họ trên chiến trường. Nước này cũng thay đổi các quy định về mã số thuế để các nhà nhập khẩu UAV không phải trả thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng. Hôm 24 tháng 4, 100 máy bay không người lái Kamikaze do Ukraine sản xuất đã được gửi đến Bakhmut. Bộ trưởng chuyển đổi kỹ thuật số Ukraine Mikhailo Fedorov cho biết UAV là một công nghệ cơ bản quan trọng trong bối cảnh hiện nay. Trong tuyên bố hôm 25 tháng 4, ông Alexander Sobchak, người phát ngôn của nhóm tác chiến trung tâm thuộc quân đội Nga cho biết, lực lượng này đã tiến hành nhiều đợt tấn công nhằm vào tuyến phòng thủ của Ukraine tại khu vực Krasny Liman. Các cuộc tiến công này có sự tham gia của siêu pháo lửa mặt trời TOS-1A. Cũng theo người phát ngôn của nhóm tiến công trung tâm, lực lượng này đã pháo kích vị trí đóng quân của lữ đoàn đổ bộ đường không số 25 cùng lữ đoàn bộ binh cơ giới số 58 của Ukraine tại khu định cư Yampolovka. Các trận pháo kích này đã gây ra nhiều tổn thất về binh lực và trang thiết bị quân sự cho phía Ukraine. Hiện Ukraine chưa bình luận về thông tin này. Thời gian qua, giao tranh tại mặt trận Krasny Liman ở Donbass đang nóng dần với các động thái tăng cường lực lượng tới chiến tuyến từ cả hai phía. Hôm 24 tháng 4, quan chức thân Moscow tại Lugansk xác nhận Ukraine đang tiến hành xây dựng các cầu phao dã chiến nhằm vượt sông Seversky Donetsk, qua đó áp sát phòng tuyến của quân đội Ukraine ven con sông chiến lược này. Với vị trí chiến lược khi nằm gần các khu vực giao tranh chủ chốt ở Donbass, giới quan sát nhận định tình hình chiến sự tại Krasny Liman sẽ tiếp tục tăng nhiệt trong thời gian tới. Kiểm soát được khu vực trọng yếu này sẽ mở ra nhiều con đường giúp quân đội Nga hoặc Ukraine giành ưu thế tại miền đông.